Xin kính chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc sách của Lê Hoàng Hải. Hôm nay Hải muốn cùng với quý vị đọc nốt những trang cuối của cuốn Cẩm Nang dành cho các vị Phật bán phần của tác giả Yeshe Toku Rinpoche. Và như clip trước Hải cũng đã nói, đây là một phần rất là quan trọng và một thực hành rất là đặc thù theo cái truyền thống của Phật giáo Kim Cương Thừa. Mà đặc biệt, cái pháp tu này cũng đã rất là nổi tiếng ở tại Ấn Độ. Đương nhiên, tất cả mọi truyền thống tu tập của Kim Cương Thừa đều bắt nguồn từ Ấn Độ và được lưu giữ tại Tây Tạng. Tuy nhiên, cái pháp chóp này lại là một điển hình đặc biệt. Nó được truyền ngược từ Tây Tạng sang Ấn Độ. Sau khi từ Ấn Độ, theo cái mật điển cha từ ngài Thoma Nakmo truyền sang Tây Tạng và nó hình thành mật điển mẹ tại Tây Tạng của mẹ Matchik Laprom, thì ở cái mật điển mẹ này lại nổi tiếng đến mức lại quay ngược trở lại Ấn Độ và rất là thịnh hành tại Ấn Độ. Thì Hải xin bắt đầu với cái phần là hành trình thí thân pháp, tiếng Tạng là chok. Thí thân pháp Tạng ngữ gọi là chok. Đây là một từ ngữ Tây Tạng có nghĩa là đoạn lìa, trong ý nghĩa cá biệt là cắt lìa chấp ngã, là gốc rễ tận cùng của mọi phiền não, vô minh và ác nghiệp. Vị tổ sáng lập trường phái thí thân pháp chóp là Matchik Laprom, một trong số vài phụ nữ Tây Tạng đã khởi sinh cảm ứng để sáng lập ra một dòng phái này. Sau khi được hai vị đạo sư Pakma Samye và Latma Kayoton Samye khai thị và được truyền cảm hứng bởi bộ Bát Nhã Bát Thiên Tự gồm 8.000 chữ, đó là một trong số 12 bộ kinh Bát Nhã Ba La Mật, hay còn dịch là Đại Trí Độ Kinh. Chính là do chương kinh đặc biệt nói về Ma Vương. Chương này còn gọi là các yếu tố phiền não căn bản đã mang lại cho vị tổ tư tưởng sáng lập ra pháp tu căn bản đoạn lìa, cắt đứt cốt lõi chính của bản ngã. Để có được lợi lạc từ pháp tu oai lực này, đầu tiên ta phải thọ nhận lễ quán đỉnh thiết yếu, lễ khẩu truyền và giáo huấn từ vị đạo sư của mình hoặc một vị thầy khác thuộc về dòng truyền thừa bắt nguồn trực tiếp từ chính vị tổ Matchik Laprom. Pháp tu và hành trì này cũng liên kết đến hai vị bản tôn nữ là Kim Cương Du Già Phật Mẫu, Phạn ngữ là Vajra Yogini, và Hắc Kim Cương Phẫn Nộ Phật Mẫu, Tạng ngữ là Troma Nakmo. Vị đạo sư sẽ giáo huấn cách quán tưởng hai vị bản tôn này và ban lễ quán đỉnh tương ứng cho ta. Ta cũng cần mua một cái trống to để hành trì thí thân pháp, Tạng ngữ gọi là trống chóp Damaru, là một pháp khí đặc biệt dành cho pháp tu này vì nó rõ ràng to hơn so với loại trống Damaru thông thường được dùng trong các hành trì kim cương thừa khác. Ta cũng cần phải mua một bộ chuông và chày kim cương thông thường, Tạng ngữ gọi là Doje, hay Phạn ngữ là Vajra, cũng như một chiếc tù và hay là kèn làm bằng xương đùi, Tạng ngữ gọi là khang linh, hoặc bằng chất liệu khác và một dải len màu đen hoặc vải đen, Tạng ngữ gọi là domra, để buộc ở trán và cột đuôi sau gáy như miếng vải che mắt hoặc linh phù. Đai thiền định màu đỏ cũng được thường được dùng, và một cây đinh ba, Tạng ngữ gọi là katanga, hay chĩa ba đeo ở bên mình. Theo truyền thống cổ xưa, hành giả thí thân pháp sẽ ngồi trên một tấm da hổ, nhưng ngày nay hành giả ngồi trên một miếng thảm có hình tấm da hổ thay thế. Sau khi có những đồ dùng này và thọ nhận lễ quán đỉnh cần thiết, ta có thể tự hành trì thí thân pháp ở nhà hoặc ở chung, hoặc chung với nhóm ở chùa. Một khi đã hành trì thuần thục, theo truyền thống, hành giả sẽ hành trì thí thân pháp ở nghĩa địa hoặc cạnh nguồn nước thiên nhiên như hồ hoặc sông. Phật tử tin rằng ở những nơi như vậy có tập trung nhiều sinh linh cần giúp đỡ hơn, và sự giúp đỡ dưới dạng thức cúng dường lên thân thể của chính mình bằng cách quán tưởng trong tâm thức. Tất cả các pháp tu thí thân pháp có hai phần cơ bản: cúng dường thân, khẩu và ý của ta lên Mạn Đà La và hiến tặng cho tất cả các chúng sinh hữu tình hoàn toàn, không bám chấp hay giữ lại bất kỳ thứ gì. Nỗi bám chấp kiên cố nhất chính là chấp ngã đối với thân thể của mình, và do đó
Sự sợ hãi thấm sâu nhất là nỗi sợ thân này bị chết. Vì thế, trong hành trì pháp tu thí thân pháp, chúng ta đoạn lìa chấp ngã và nỗi sợ hãi dần dần bằng cách mang tặng đi những thức chúng ta bám chấp nhiều nhất. Trong khi chúng ta hành trì như vậy, vị đạo sư của ta sẽ ban toàn bộ nghi quỹ hành trì. Vì sách này không có đủ chỗ để trình bày toàn bộ nghi quỹ, để thay thế tôi sẽ tập trung hướng dẫn về cốt tủy và cách quán tưởng, là điều mà tất cả các hành trì của thí thân pháp đều đặt cơ cấu lên trên. Mọi hành trì tiêu biểu của pháp tu thí thân pháp thường được bắt đầu bằng việc quán tưởng Mạn Đà La Quy Y trước mặt ta, với vị tổ Ma Trích Láp Rông ngự ở trung tâm. Sau đó ta quán tưởng cha mình ở bên phải, mẹ mình ở bên trái, cùng với tất cả các chúng sinh hữu tình trong tướng dạng của thân người bao xung quanh ta. Cốt tủy của phép quán tưởng oai lực này hiển nhiên có nguồn gốc từ Vu giáo. Vu giáo cũng dịch là thần giáo, là một tôn giáo của các vị đồng cốt lên đồng để thỉnh quỷ thần, sinh linh nhập vào mình và làm những chuyện phi thường. Hoa ngữ từ Vu nghĩa là đồng cốt, là kẻ cúng quỷ thần để cầu phúc lợi. Và như vậy, cổ sơ hơn chính đạo Phật, mặc dù có nhiều cách hành trì thí thân pháp tùy thuộc vào các bản nghi quỹ cá biệt mà vị đạo sư chọn lựa, nhưng sự quán tưởng về vu thuật nói trên vẫn là cốt tủy của tất cả mọi hành trì thí thân pháp. Từ luân xa tim của vị tổ Ma Trích Láp Rông khởi hiện ra kim cương du già Phật mẫu, tay phải cầm dao cong, tay trái cầm chén sọ người. Bằng một nhát, vị tổ cắt đứt ngang sọ của ta, tạo thành một cái chén sọ người rộng lớn như tam thiên đại thiên thế giới, chứa đầy nước cam lồ trí tuệ. Sau đó, vị tổ lột ra và cắt chân tay ta thành từng phần và từng mảnh, đặt chúng vào chén sọ người để cúng dường. Sau đó, chúng ta tụng đoạn kệ sau. Tấm da người con trải rộng như tam giới, thịt, máu và xương của con chất đống trong chén như núi và đại dương to lớn. Những cúng phẩm này biến thành đại dương cam lồ trí tuệ. Khi hành trì thí thân pháp ban đêm ở Tây Tạng, các sinh linh thường xuất hiện, nhất là những người ta có nợ nghiệp với họ. Chúng thường tìm cách dọa dẫm hành giả bằng cách gây tiếng động bất ngờ, giật tóc, thậm chí tát họ, hoặc cách khác làm cho hành giả phân tâm. Trong trường hợp này, hành giả hãy đọc bài kệ xin hộ trì như sau. Tất cả những gì dâng hiến, thân thể và công đức của con, tất cả chư vị thọ nhận chúng và chính bản thân con là người dâng hiến, tất cả những thứ đó chỉ là danh dự, danh tự gán ghép của tục đế. Vì thế nhất thiết pháp bao gồm cả ma quỷ hiện ra chỉ như là đang trong cơn mơ ngủ huyễn mộng. Nếu ta thành trì thí thân pháp với tín tâm và trí thành, ta sẽ thấy ra là cuộc đời ta trở nên bình yên, an lạc và không sợ hãi, đạt được kết quả. Khi ta hành trì pháp tu này, thân ta trở nên một nguồn thực phẩm vô tận của thức ăn, nước uống, quần áo, nhà cửa, thuốc men và các thứ khác, để làm lợi lạc cho hết tất cả chúng sinh hữu tình. Khẩu ngữ, tâm thức cũng được cúng dường để ban thành tựu cho nguyện ước của tất cả chúng sinh hữu tình. Đoạn kệ sau hàm chứa tinh túy của pháp tu thí thân pháp. Xin gia trì cho con vượt qua các chướng ngại trên đạo lộ. Xin gia trì cho con thấy ra nghịch cảnh là thiện tri thức. Xin gia trì cho con đoạn trừ gốc rễ của huyễn tưởng. Xin gia trì cho con chứng ngộ được tâm vô sinh. Ở Tây Tạng, hành giả thí thân pháp thường kỳ vọng là đến một lúc nào đó trong cuộc đời sẽ có cơ hội hành trì thí thân pháp tại 108 thánh địa khác nhau, bao gồm bờ sông, nghĩa địa hoặc những nơi khác mà người ta tin rằng có các sinh linh trú ngụ. Xin nhớ rằng mục đích của thí thân pháp là để đoạn lìa gốc rễ của chấp ngã. Do đó, điều quan trọng là cần phải thành thật với bản thân về bất kỳ dấu hiệu bám chấp nào ta còn tìm thấy trong ta. Nếu ta không thấy các dấu hiệu bám chấp giảm đi, thì có nghĩa là ta chưa đủ thành tâm khi hành trì pháp tu thí thân pháp này. Ở đây Hải xin nói thêm là có một số những hành giả bạn của Hải là những người có kinh nghiệm tu tập mật thừa rất là nhiều năm, họ tu tập đến cái mức mà khi mà cái đất nước này á còn lờ mờ về khái niệm kim cương thừa, họ chỉ có khái niệm về mật tông, tức là mật chú thừa thôi, không có khái niệm về bốn bộ của kim cương thừa, trong đó đặc biệt là du già và vô thượng du già bộ kèm theo những khác. Họ đã tu những cái pháp tu đó
mặc dù là bạn nhưng họ còn lớn tuổi hơn cả bố mẹ của Hải. Họ là những vị hành giả rất là vĩ đại trong con mắt của Hải. Họ họ cứ tu âm thầm như vậy, cứ theo các vị lạt ma tu âm thầm như vậy, rất là tài giỏi và không bao giờ xuất hiện với ai. Tuy nhiên khi nhắc đến pháp chóp, họ đều có cái e ngại, bởi vì mọi người nói với Hải rằng là khi mà thực hành pháp tu này, ma quỷ đến vây quanh mình rất là nhiều, và những người định lực không sâu thì rất là dễ gây ra hoảng sợ. Cho nên chính bản thân họ họ cũng không thọ nhận pháp thí thực chóp này, những thí thân pháp này, chung phải thí thực, Hải xin lỗi, thực hành pháp tu thí thân pháp này. Tuy nhiên là Hải vẫn cứ thọ nhận quán đỉnh và vẫn cứ học, vì Hải là một người luôn luôn muốn nâng cấp cái sự hành trì của mình. Tuy nhiên là Hải chưa từng thực hành pháp tu này một lần nào cả, bởi vì Hải cảm thấy rất là bận và cũng chưa đủ hết các pháp khí. Ví dụ như quý vị vừa nói đó, Hải chỉ có mỗi cái trống Damaru to, cái kèn Cang Linh, chuông chày thì dĩ nhiên là có rồi, những cái tấm da hổ Hải vẫn chưa có, cây đinh ba Hải vẫn chưa có, vân vân. Chắc là cần phải bổ sung thêm trong tương lai thì mới có thể thực hành pháp tu này được. Bây giờ Hải xin phép đến phần tiếp theo trong cuốn sách này, đó là Luân Tạng. Luân Tạng nghĩa là bánh xe chứa đựng kho tàng các câu chú, Anh ngữ là Prayer Wheel, có nhiều dịch giả dịch sai là Kinh Luân, hàm ý là bánh xe chứa kinh. Trong Việt ngữ, từ Kinh Luân có ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn, đó là tài trị quốc, an dân, kinh bang tế thế. Thành ngữ Việt Nam đầy bụng Kinh Luân hay Kinh Luân đầy một bụng chính xác nói đến tài trị quốc an dân. Khi tham khảo bộ từ điển Phật học, ta thấy từ điển viết rõ ràng Luân Tạng là bánh xe cầu nguyện. Thì chúng ở Việt Nam chúng ta lại hay gọi là Kinh Luân. Để chính Hải khi Hải làm những cái clip nói về Kinh Luân hay là Mani Luân thì Hải đều dùng từ Kinh Luân. Kinh Luân ở đây là cái bánh xe kinh điển, thì chúng ta lại hướng sang một cái nghĩa khác chứ không phải là Kinh Luân theo cái ý nghĩa tài trị quốc. Như trong quyển sách này dịch giả dịch là Luân Tạng để cho nó không trùng với cái ý nghĩa là Kinh Luân theo cái tiếng Hán Việt của chúng ta là An Bang Tế Thế. Nhà xin bắt đầu cái chương này là nói về cái phần này là nói về Mani Luân đó. Đó là cái Mani Luân đây này, gọi bánh xe cầu nguyện. Hải đã nói về ở trong những clip trước. Bây giờ Hải bắt đầu. Ta có thể thấy Luân Tạng ở khắp nơi tại Tây Tạng, Nepal, Ấn Độ và thậm chí các nước phương Tây. Bất kỳ nơi nào Phật giáo Tây Tạng được thiết lập, Luân Tạng đủ các kích cỡ, to bằng tòa nhà 3 tầng cho đến nhỏ để cầm tay, là loại thông dụng tại Tây Tạng và các nước phương Tây. Theo truyền thống, các thành phố ở Tây Tạng dựng lên những luân tạng lớn quay bằng sức nước ở những nơi công cộng để cho các câu thần chú Mani liên tục tỏa ra sự gia trì cho tất cả chúng sinh hữu tình khắp mọi phương. Nhiều chùa được xây dựng chung quanh những cái luân tạng khổng lồ để mọi người có thể cùng nhau quay luân tạng. Luân tạng với nhiều kích cỡ đa dạng cũng được dựng lên ở mặt đất quanh chùa và bảo tháp trên khắp đất nước. Ở nhà dân, luân tạng thường được đặt trong các hộp đặc biệt có mặt kính. Người ta xoay luân tạng bằng cách đẩy vào một thanh gỗ ở dưới đáy. Cũng như phần lớn các nhà dân Cơ Đốc giáo đều có kinh thánh cá nhân, phần lớn người Tây Tạng cổ xưa không biết đọc chữ, nhưng ai cũng có một luân tạng cầm tay cá nhân. Cho đến thời đại tân tiến sau này, người Tây Tạng mới biết đọc chữ. Bất cứ khi nào có người chết ở Tây Tạng, người thân và bạn bè mang luân tạng đến và dàn xếp để luân tạng quay liên tục trong suốt 49 ngày. Đó là thời gian mà người Tây Tạng tin rằng một người chết sẽ trải qua cõi trung ấm, tức là trạng thái chuyển tiếp giữa lúc lìa đời cho đến khi đi tái sinh. Hầu hết các luân tạng đều chứa các câu thần chú như nhau, trong đó là câu thần chú của Đức Quán Thế Âm Tứ Thủ, phạn ngữ là Avalokiteshvara, là Om Mani Padme Hum. Khởi đầu nguyên thủy, tất cả các luân tạng chỉ có chứa duy nhất câu thần chú Mani này. Điều đó giải thích tại sao chúng vẫn được gọi là Mani Luân. Sau này, thời mời các câu thần chú khác của các vị đạo sư, bản tôn và Phật được thêm chung vào chú Mani, thậm chí còn thêm nguyên cả một bản kinh, nhất là kinh Đại Giải Thoát được đặt thêm vào trong các luân tạng. Các luân tạng khổng lồ trong các ngôi chùa còn chứa đựng các bộ kinh chép lời của Đức Phật,
gọi là Cam Châu Nhĩ, tạng ngữ là Gang Yu, Kang Yu. In bằng khuôn gỗ với mực đỏ, luân tạng cổ xưa nhất được bọc bằng da động vật, sau này được bọc bằng vải hoặc gỗ, và sau đó được bọc bằng đồng. Tất cả các luân tạng này đều được in câu chú Mani Um Mani Padme Hum lên trên nó ở mặt phía bên ngoài. Quay luân tạng Mani với nguyện lực thanh tịnh chân chính sẽ tích lũy được vô lượng công đức, vì luân tạng Mani có chứa 1.000.000 câu chú Mani. Chỉ cần một lần xoay chuyển luân tạng tương đương với công đức trì tụng 1.000.000 biến của câu thần chú đó. Nếu mua một luân tạng để sử dụng cho mình trong cửa hàng hoặc trên mạng, ta nên mở ra kiểm tra để đảm bảo rằng thần chú được đặt đúng theo chiều của chữ viết. Khi có cơ hội, hãy nhờ một vị lạt ma yểm tâm cho luân tạng. Ta có thể quay luân tạng bằng tay nào cũng được, nhưng phải luôn luôn quay xuôi theo chiều kim đồng hồ. Trong khi đó, quán tưởng câu thần chú tỏa sáng khắp mọi phương, cúng dường lên chư Phật và chư vị Bồ Tát mười phương và ba thời, và ban sự gia trì của các ngài đến tất cả chúng sinh hữu tình. Hãy quán tưởng có nguyên một mạn đà la bao gồm vô lượng chư Phật, chư Bồ Tát nằm trong luân tạng, và khi mạn đà la đó quay thì dòng gia trì tuôn chảy ra ngoài. Điều cuối cùng cần ghi nhớ là mani luân tạng của ta là một pháp khí linh thiêng. Hãy giữ luân tạng ở một nơi sạch sẽ, cao giáo, đừng bao giờ chạm vào luân tạng mà không rửa tay trước đó. Bây giờ đến phần tiếp theo là chuyển di thần thức và sự chết. Chuyển di thần thức, tạng ngữ là Powa, là một pháp tu để phóng thần thức hành giả lên cõi tịnh độ của vị bản tôn, tùy theo vị bản tôn là Đức Phật nào. Pháp tu chuyển di thần thức thông dụng nhất là với vị bản tôn A-di-đà Phật, và hành giả đưa thần thức của mình lên cõi cực lạc của Đức Phật A-di-đà vào thời điểm lìa đời, trước khi thần thức phải đi vào cõi trung ấm. Ở Tây Tạng, Powa có nghĩa là chuyển di, nói rõ hơn là sự di chuyển của thần thức hành giả bằng những pháp tu đặc biệt. Theo tín ngưỡng Phật giáo, do luật nhân quả, người phàm bị chi phối bởi nghiệp lực, không thể tự do lựa chọn nơi để tái sinh trong kiếp sau. Tuy nhiên, có một cách tu là chuyển di thần thức để giúp thần thức của ta giải thoát khỏi luân hồi nhân quả. Trước tiên và tốt nhất, ta phải tích lũy công đức. Thứ hai, phải tịnh hóa các ác nghiệp của ta. Và thứ ba, ta phải hành trì pháp tu chuyển di thần thức. Hành giả phải làm theo giáo huấn của pháp tu chuyển di thần thức, và nhất là phải trì giữ Bồ Tát giới. Để hành trì pháp tu chuyển di thần thức, hãy an tọa và ngồi kiết già trong tư thế 7 điểm tỷ lô giá na. Sau đó quán tưởng vị bản tôn của ta hoặc hộ Phật trên đỉnh đầu hoặc trong không gian trước mặt ta. Ở Tây Tạng, Đức A-di-đà và Đức Kim Cương Du Già Phật Mẫu là những vị bản tôn phổ thông nhất của pháp tu di chuyển thần thức. Sau đó tụng nghi quỹ di chuyển thần thức ban từ vị bản tôn của ta. Hãy cố gắng tụng với lòng thâm tín, từ tâm của ta chứ không phải chỉ đọc một cách máy móc. Quán tưởng chính ta là vị bản tôn, bên trong trống rỗng không có các nội tạng và phi vật chất như quả bong bóng thổi bởi một đứa trẻ em và được cấu tạo bằng ánh sáng thanh tịnh. Sau đó quán tưởng đường kinh mạch trung ương của ta trải dài từ đốt sống cụt lên đến đỉnh đầu và mở ra ở trên đỉnh đầu. Tại luân xa đỉnh đầu và tiết diện của kinh mạch có kích thước bằng một mũi tên. Hãy làm theo các giáo huấn của vị đạo sư mà ngài đã chỉ dẫn chi tiết cho ta. Thí dụ, một số vị thầy có thể dạy ta quán tưởng đường kinh mạch có màu trắng ở bên ngoài và màu đỏ ở bên trong. Còn có vị khác lại dạy kinh mạch có màu xanh dương ở bên ngoài và màu đỏ ở bên trong. Tiếp theo, quán tưởng thần thức của ta trong kinh mạch trung ương này dưới dạng một giọt khí hình quả cầu màu đỏ, kích thước bằng một hạt của chuỗi tràng. Chính xác giọt khí này khởi đầu nằm ở đâu trong đường kinh mạch trung ương thì có khác biệt tùy theo bản nghi quỹ khác nhau. Bây giờ ta quán tưởng đang chuyển di thần thức của mình lên luân xa đỉnh đầu, hoặc phóng thần thức ra ngoài luân xa đỉnh đầu nhập vào tim của vị bản tôn. Hãy quán tưởng chuyển di giọt khí thần thức của mình theo đường kinh mạch trung ương đi lên qua từng giai đoạn, trong khi miệng lặp lại âm thanh mà vị thầy đã truyền cho ta như pay, hurry hay hic. Thí dụ như
Nếu vị bản tôn của ta là Đức Kim Cương Du Già Phật Mẫu, ta phát âm hô lên chữ Pay, sống động khi quán tưởng giọt thần thức đi qua mũi luân xa. Khi giọt thần thức đi đến luân xa đỉnh đầu thì hô to và thật mạnh chữ Pay, hô càng to càng tốt và bắn nó ra như một mũi tên ra khỏi đỉnh đầu, nhập vào tâm của vị bản tôn. Nếu bản tôn của ta là Đức Phật A-di-đà, hãy phát âm của từ Hri hoặc Hích trong khi giọt thần thức của ta đi qua các luân xa bên dưới, và sau đó hô lên thật to và mạnh âm tiết đó khi giọt thần thức đi đến luân xa đỉnh đầu. Đợi vài giây sau đó rồi quán tưởng đưa thần thức của ta xuống trở lại, đi vào đỉnh đầu và trở lại căn cứ đầu tiên của nó. Lặp lại chu kỳ này 3 hoặc 7 lần. Tuy nhiên vào lần cuối cùng, hãy quán tưởng thần thức ta trở lại nằm trong luân xa tim của mình và trụ lại ở đó. Tuy nhiên, nếu ta cảm thấy mình sắp lìa đời, thì điểm quan trọng bậc nhất là hãy để yên giọt thần thức của mình ở lại trong tâm của vị bản tôn. Trong hành trì thường nhật, sau khi hành trì pháp tu chuyển di thần thức ở trên, hãy quán tưởng vị bản tôn của ta hóa thành Đức Vô Lượng Thọ hoặc Bạch Độ Phật Mẫu và trì tụng 108 biến thần chú của Ngài, vì đó là câu thần chú cầu trường thọ. Về mặt tâm linh, điều quan trọng là không được nghi ngờ về thể chất. Ta cần tránh hút thuốc lá và các thuốc phiện bởi vì những chất này làm cho các đường kinh mạch trung ương bị khô khốc. Nếu ta hành trì pháp tu chuyển di thần thức đều đặn, ta có thể thấy đỉnh đầu của ta trở nên ngứa ngáy hoặc nhạy cảm. Nếu điều đó xảy ra, đừng lo ngại bởi vì đó là dấu hiệu cho thấy sự hành trì của ta đã thành tựu. Nếu ta hành trì pháp tu chuyển di thần thức đều đặn và không nghi ngờ và tránh dùng các chất có hại, ta sẽ chắc chắn được tái sinh về cõi tịnh độ của chư bản tôn. Phần tiếp theo, nhập thất và cúng dường lễ hòa tịnh. Theo truyền thống, nhập thất rất quan trọng vì khi đó thân khẩu và ý của ta thoát khỏi các công việc thế gian thông thường ở nhà hoặc ở nơi sở làm, vân vân. Ở Tây Tạng, nhiều hành giả nhập thất mỗi lần với thời gian vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí cả năm. Thật vậy, có người rút lui khỏi thế gian và đi vào nhập thất trong suốt cuộc đời còn lại. Nếu ta có kế hoạch nhập thất tại gia, hãy bắt đầu bằng việc dọn dẹp hoàn toàn căn phòng, làm bánh tô ma, chuẩn bị tất cả các thực phẩm cần thiết, vân vân. Khi nhập thất tu mật tông, tối thượng du già ở Tây Tạng, người ta thường ăn mặn. Nếu tu theo tác bộ du già, phạn ngữ là Kiriya Tantra, thì hành giả không ăn thịt. Hãy chắc chắn là ta đã chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết như thuốc men cũng có sẵn. Nếu có ai đó muốn đến thăm ta trong kỳ nhập thất, thì theo truyền thống ta đặt một cái bảo tháp nhỏ có trang hoàng trùng tự, gốc của vị bản tôn mà ta đang hành trì ở ngoài cửa, và đặt một hạt gạo hoặc hạt yến mạch cho mỗi một vị khách mà ta chờ gặp ở chân của bảo tháp. Tùy thuộc vào độ dài của nghi quỹ mà ta dự định hành trì, ta cần lên kế hoạch để trì tụng nghi quỹ này 4 hoặc 6 lần trong mỗi ngày nhập thất. Dĩ nhiên, ta cũng phải trì tụng câu thần chú của vị bản tôn, phải làm theo các giáo huấn của vị đạo sư của ta. Nhưng nên biết rằng, thông thường hành giả phải tụng niệm 100.000 lần cho mỗi một âm tiết của câu thần chú. Vậy thì thí dụ, ta phải tụng câu thần chú Quán Thế Âm Tứ Thủ, tạng ngữ là Chenezin Om Mani Padme Hum 600.000 lần. Hãy kỳ vọng là ta phải làm như vậy ít nhất một lần trong kỳ nhập thất. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, hành giả tập trung vào việc nhập thất trong thời gian nhất định và không nhất thiết phải đếm đủ túc số bao nhiêu của câu thần chú. Nếu ta hành trì tại một trung tâm nhập thất, ta sẽ ở trong một thất riêng biệt với một cửa sổ nhỏ, sẽ có một vị giáo thọ nhập thất gọi là Drumpon, là vị sẽ đều đặn đến xem xét ta tu như thế nào và cũng để trả lời các câu hỏi ta cần giải đáp. Thí dụ như về tình trạng của các cảm thụ thể chất hoặc tinh thần của ta phát khởi trong kỳ nhập thất. Nói chung, người ta cúng dường lễ hỏa tịnh vào cuối mỗi khóa lễ nhập thất. Trước đây, lễ hỏa tịnh thường được đốt bằng củi và cho thêm bơ, nhưng ở phương Tây sử dụng dầu ăn là cách hoàn hảo tốt nhất. Lễ hỏa tịnh để thể hiện sự cúng dường lên vị bản tôn và cũng là để tịnh hóa những lỗi lầm mà ta có thể mắc phải trong quá trình nhập thất. Thí dụ, khi bỏ quên hoặc lặp lại hai lần các âm tiết khi ta chỉ tụng câu thần chú của vị bản tôn hoặc vi phạm các giới nguyện.
Điều cơ bản là tất cả các lễ hỏa tịnh đều giống nhau, nhưng cũng có thể thay đổi đôi khác nhau riêng rẽ, tùy thuộc vào vị bản tôn của lễ là hiện thân cho loại công hạnh nào. An hòa, tăng trưởng, thu nhiếp hay hàng phục, bốn loại công hạnh này phản ánh bốn mục tiêu cơ bản mà ta muốn đạt được trong các khóa nhập thất. Tiếp theo, mà cũng là phần cuối cùng, đó là hồi hướng công đức. Hồi hướng công đức rất quan trọng trong truyền thống của Phật giáo. Thiếu phần này, cho dù ta có thể tích lũy nhiều công đức, nhưng sẽ không thể lưu giữ lại được. Điều này cũng giống như cất tất cả tiền của ta có ở nhà mà lại không bao giờ khóa cửa. Nhiều người dành rất nhiều thời gian để trì tụng thần chú để tăng trưởng công đức của họ, nhưng sau đó lại quên hồi hướng công đức để đạt giác ngộ và làm lợi lạc cho mọi chúng sinh hữu tình. Tại sao điều này quan trọng đến vậy? Thứ nhất, nếu ta không hồi hướng công đức, thì chỉ với một giây phút sân hận, ta có thể thiêu hủy một núi công đức. Thứ hai, nếu ta hồi hướng công đức để được tái sinh lên một cảnh giới cao hơn trong cõi luân hồi, thì sau khi mạng sống kết thúc, công đức của ta cũng được tích lũy đi theo kiếp sau. Điều này cũng giống như khi ta để dành một ly sữa cho mình. Nếu không, thì một khi ta uống hết, ly sữa sẽ vĩnh viễn không còn. Nói cách khác, nếu ta hồi hướng công đức, thì cũng giống như việc rót ly sữa vào một biển sữa. Sữa sẽ còn lại cho đến chừng nào biển còn tồn tại. Thái độ tâm lý của ta khi hồi hướng công đức là điều rất quan trọng. Và là quan trọng nhất, ta phải hồi hướng với chi kiến thanh tịnh, nghĩa là phải hiểu rằng bản thân ta, công đức và mục đích của giác ngộ phát sinh trong sự tương túc duyên khởi lẫn nhau, và bản chất của nó vốn là tính không, trống rỗng, không có tự tính. Nếu ta không có chi kiến thanh tịnh khi hồi hướng thì cũng giống như để dành ra một ly sữa với thuốc độc trong đó. Nếu ta hành trì 3 lần mỗi ngày thì ta nên hồi hướng công đức 3 lần. Điều này giống như khi ta đến ngân hàng để ký gửi tất cả các chi phiếu tiền lương của ta trong tài khoản. Nếu ta luôn luôn hồi hướng công đức thì thậm chí ngay cả khi chỉ tụng một câu Om Mani Padme Hum cũng có thể đưa ta đến giác ngộ. Hay nói cách khác, nếu ta không hồi hướng công đức thì ngay cả sau khi xây một bảo tháp với nhiều tầng lầu cũng sẽ không thể nào bảo đảm ta đạt được đến giác ngộ. Một cách kỳ diệu nhất để tăng trưởng công đức của ta là liên kết nó với công đức vô tận của vô số chư Phật và chư vị Bồ Tát, được xưng tám trong Phổ Hiền Hạnh Nguyện Diệu Vương Kinh. Ta có thể kết thúc mỗi thời hành trì đều đặn của ta bằng cách tụng các câu kệ số 55 và 56, cũng như hai câu kệ ở cuối câu 62 và 63 của văn bản kinh này. Tốt nhất là ta nên đọc toàn bộ bản kinh trước khi đi ngủ. Sau đó khi ta đi vào giấc ngủ, tâm thức của ta sẽ an trú trong sự làm lợi lạc và mang lại giác ngộ đến cho mọi chúng sinh hữu tình. Hãy xin hết. Và cũng xin chấm dứt cái quyển sách Cẩm Nang dành cho các vị Phật bản phần này. Thì khi mà Hải đọc lại cái cuốn này, bản thân Hải cũng ôn lại rất là nhiều kiến thức và rất là có lợi cho riêng cá nhân của Hải. Đặc biệt là nhấn mạnh về những cái pháp tu mà mình cần phải nhớ hàng ngày. Đôi khi mình có thể học rất nhiều, nhưng mà những điều tằn mằn hàng ngày thì mình có thể không nhớ hết. Nhưng mà nhờ đọc quyển sách này thì Hải cũng đã một lần nữa nhắc lại cho mình nhớ những cái điều đó. Đặc biệt như là sự quan trọng của pháp tu Phô Hoa Di Chuyển Thần Thức, là một trong 6 pháp tu già của Đại học giả Naropa. Như chúng ta cũng đã biết, cái sự vĩ đại, cái sự mầu nhiệm và cái sự hiếm hoi của giáo pháp Kim Cương Thừa thì không có một ngôn ngữ nào có thể diễn tả được. Cũng giống như trong Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, khi Bồ Tát Trừ Cái Chướng đi vào trong thành Ba La Nại, Ngài được sự chỉ dẫn của Đức Phật đến nơi đó để gặp một vị pháp sư, để xin vị pháp sư này ban cho Ngài câu thần chú lục tự đại minh, để cho Ngài có được vô lượng công đức khi Ngài hành trì pháp tu này, hành trì câu thần chú lục tự đại minh. Thì khi đến thành Ba La Nại thì cái vị pháp sư đó là người ăn thịt uống rượu, phá giới phạm trai, đại tiểu tiện thì dây rớt ra y áo và có vợ con. Tuy nhiên, vì vị pháp sư này đang sở hữu câu thần chú lục tự đại minh, cho nên cũng khiến các vị đại Bồ Tát phải kính trọng.
Và trong kinh là sau khi Bồ Tát trừ cái chướng cầu xin vị pháp sư này ban cho ngài thần chú lục tự đại minh, thì Bồ Tát trừ cái chướng mới đem cúng dường lên vị pháp sư này rất là nhiều vàng bạc châu báu, thì vị pháp sư từ chối. Ngài nói rằng là một câu trong lục tự đại minh này dù có dùng vàng bạc của hết cả cõi vũ trụ này để cúng dường cũng không xứng đáng. Vì không xứng đáng một chữ cho nên ngài không lấy không lấy bất kỳ một một ít vàng bạc nào. Và bản thân cái pháp Bô Hoa di chuyển thần thức nó cũng là một trong những pháp vô cùng là vô giá của đại thành tựu giả Naropa. Bởi vì khi mà ngài Mappa quay trở lại Ấn Độ gặp ngài Naropa để xin pháp sáu pháp vô giá này, thì ngài Naropa đã rất là nổi sân hận và chỉ trích ngài Mappa, và ngài nói rằng là mày là cái thá gì, mày là cái thá gì mà mày đòi được học sáu phép vô giá này. Và ngài Mappa đã nói rằng là dạ thưa, bản thân con là người hèn kém, con không hề có cái tư tưởng được động đến những giáo pháp cao quý này. Tuy nhiên là đệ tử của con là Milarepa đã thỉnh cầu con, và Milarepa rất là muốn học được sáu pháp vô giá này, thì tổ Mappa mới giật mình, ồ Milarepa ư, được, ta sẽ truyền thừa cái giáo pháp này. Và lần đầu tiên trong đời mình, tổ Mappa đã quay về Tây Tạng và vái lại Milarepa. Từ Đại học Nalanda, ngài vái lại vọng Milarepa ở tận Tây Tạng. Và ngài biết rằng Đức Milarepa sau này sẽ đạt được đến giác ngộ tối hậu, giác ngộ ngay trong đời này và trở thành một vị ngang bằng với Đức Phật. Chính vì điều đó cho nên là ngài đã truyền sáu pháp du già này cho ngài, cho tổ Mappa, và tổ Mappa đem về Tây Tạng cho ngài Milarepa. Tức là nhờ cái sự cao quý của Đức Milarepa mà ngày hôm nay chúng ta được học sáu pháp du già của Đức Naropa. Thì chúng ta phải hiểu được rằng là nếu như chúng ta là những chúng sinh bình phàm mà xin chư tổ truyền pháp này, chắc chắn các ngài sẽ không đồng ý, bởi vì chúng ta không bao giờ xứng đáng được nhận cái giáo pháp cao quý như thế. Thế cho nên là cái việc học tập giáo pháp là điều cực kỳ là quan trọng. Thì Hải xin dứt lời ở đây vì Hải cũng không còn gì để nói cả. Và xin chúc quý vị một ngày an lành, và cũng như sống trong ánh sáng giáo pháp từ bi của Đức Phật. Và xin hẹn quý vị trong những video kế tiếp, trong đầu sách mới. Xin cảm ơn quý vị. Kính chào quý vị.